Xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại kênh của mình. Hôm nay rất vui được đồng hành các bạn. Và hiện tại thì mình đang có mặt tại chợ Bình Tiên các bạn. 3 ngày rồi không gặp chị Tâm. Và hôm nay mình quay trở lại để gặp chị Tâm và truyền tải hình ảnh của chị Tâm đến cho mọi người sau 3 ngày vắng mặt. Đây. Hôm nay thì chị sức khỏe chị Tâm cũng cơ bản ổn định rồi các bạn. Chị Tâm nghỉ bán một ngày mà ai cũng hoang mang hết, ai cũng hỏi thăm. Hôm nay là mình khỏe rồi chị ha, ổn định rồi ha. Không có bệnh gì đâu, đi làm văn mà. Làm đẹp còn phải kiểu nghỉ ngày chứ. Dạ. Do hôm bữa không có trực tiếp gặp chị á, mình cũng ra cũng hơi bất ngờ. Hôm nay thì cái vòng eo của chị vẫn giữ nguyên các bạn. Hôm nay thì tiết trời nó hơi ui ui các bạn, đây nè, nó hơi mát mát. Đi đường thì nó cũng gió lạnh. Những ai mà cô đơn đi giờ này là buồn lắm luôn á. Hôm nay mình có mấy lốt vậy? Hôm nay có 3 loại vậy. Dạ. Dữ vậy luôn hả? Tắt xô ghê hả? Bên băng Tiết Nhi á. Mấy bạn của bạn Tiết Nhi. Nè. Hôm qua chị có mặc áo này đúng không? Đúng rồi. Ừ. Bữa nay cũng mặc áo này. Dạ. Trời chợ vắng ghê. Hôm nay trời vắng các bạn. Áo gì? Ký hay gì hay nửa ký? Nửa ký phải chồng nha. Có bán 2 lạng thôi chị. Mà chị mua 30 đó. Giờ ốc nó lên nhiều quá các bạn. Các bạn để ý là mấy clip trước của mình quay ốc trước đó thì nó thấp lắm. Nhưng mà từ kể từ sau Tết thì giá ốc bu nó lên kinh khủng luôn. Chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Dạ không, em nãy em ăn hủ tiếu bò kho rồi, chị ăn gì chưa? Chị ăn đi. Đây các bạn, em giới thiệu các bạn này, đây là con ốc nhung. Ốc nhung nó có cái râu râu nữa các bạn, lông lông rồi. Lông nhung. Ốc này là ốc biển các bạn. Biển đâu biển? Không phải ốc biển hả chị? Không. Xin lỗi quý vị nha. Này ở dưới biển, không phải là ốc biển. Ốc này nó ở đâu vậy? Ở dưới biển. Thì em nói là ốc biển. Trời ơi. Chị Tâm làm mình hoang mang quá các bạn. Xin lỗi các bạn lại lần nữa nha. Đây là con ốc, ốc nhung. Ở dưới biển nha các bạn. Đây. Để tay này khó ăn quá. Thịt nó cũng nhiều ghê ha. Mà nó giòn giòn. Nhung lụa vàng son các bạn. Bộ khi tầm này là trong chợ này nó cũng đông người lắm các bạn. Giờ vắng nè. Dự báo kinh tế của những ngày dịch virus corona các bạn rất là căng thẳng. Nhiều hàng quán có dấu hiệu là hàng ngưng. Như vậy là lượng mua giảm đúng không chị? Giảm đúng không? Không có số lượng nhiều đâu. Dạ.
chỉ đủ vừa bán thôi. Mai mốt là lấy thứ có 10 kg thôi, không có lấy gì. Dạ. Giờ lễ thật. Những xe đẩy bán mà cảm thấy lễ rồi thì hàng quán chắc cũng là ế ẩm lắm các bạn. Ốc gì ghê cô? Trong chợ này có nhiều câu chuyện rất là thú vị các bạn. Ở đây có một cô Thanh các bạn. Cô Thanh là clip trước mình có giới thiệu á, nhưng mà mình để ý là mấy ngày gần đây là không thấy cô bán nữa. Bán gì? Cái cô Thanh bán xe đẩy á chị, bán bánh xèo. Hôm bữa là 2 giờ mà. Ồ, như vậy là cũng không có duyên gặp lại rồi. Cô Thanh đó 6 mấy tuổi bạn bán 8 loại thức ăn đường phố rồi. Rất là ngon. Dạ. Để gì? Nó đi về quê tôi mua 50 ký gì giữ cho nhóc rồi ăn. Nó hỏi ăn này. Nhưng mà chị ở dưới đó vùng biển thì cũng có phương mà đúng không? Nước ngọt rồi ăn. Nước ngọt hả? Chứ cho đó nước ngọt mà làm gì biển. Dạ hả? Ok. Còn đây là ốc hương nha các bạn. Hôm nay ngon dai dai quá. Mà ngon thiệt chứ. Có mấy chị trên YouTube đó, đó là hỏi thăm chị Tâm. Có chị ở nước ngoài. Có những cái comment rất là hay các bạn, rất là thú vị. Cái chị gì, chị nói chị đồ gì Việt Nam gì đó. Chị Mary Nguyễn gì đó. Mary Nguyễn. Chị nói chị hiểu ý chị Tâm rồi. Mà có dịp thì chị sẽ ghé để gặp chị Tâm. Hiểu ý là khi nào ghé thì ra chợ Bình Tiên gặp chị Tâm nói chuyện cho vui. Chị nói thử nước chấm của chị Tâm. Ăn ốc của chị Tâm vậy thôi. Cộng đồng người Việt ở Mỹ các bạn vẫn quan tâm đến đời sống của người Việt ở mình các bạn. Rất là quan tâm. Giờ là đang chứng bệnh cô hai, đâu có ai dám về đâu. Về là đâu có gì bỏ được. Đúng rồi, về là phải cách ly 14 ngày. Nếu mà về đây là phải cách ly. Ai vậy hả? Rồi lấy hôm nào. Hàng chị mới chạy ngang qua kêu cua đây. Em chào chị. 7 giờ rồi. Ừ trời. Cứ con gì lên gì? Ủa hả? Trời ơi. À, tới là bất tích tao không sao nữa. Chị là chị Yến đúng không? Chị. Sữa có chồng mà. Chị. Em hỏi thiệt mà. Có một số bạn hỏi là chị Yến bán cái gì trong chợ Bình Tiên. Ôi trời, tôi đâu có bạn bạn đâu. Tôi coi mấy cái clip đó hết là có tôi mới chảnh đâu. Nhưng mà người quan tâm. À. Chanh ngon. Chị tên gì chị? Chị hả? Dạ. Phi Nhung. Chị Phi Nhung hả? Bà tên Chanh. À. Phi Nhung rồi có ca cổ hát nhạc tăng cổ được không? Nhạc cổ gì cũng làm. Bolero cho luốt luôn hả? À đây là chị. Chị Phi Nhung bỏ mối. Phi Nhung bỏ mối Chanh ca đó em tôi nó cỡ đâu. Nhưng mà sao nãy sóng gió như vậy? Bảo tác không ba. Ba đó. Có giống ca cổ rồi đó. À. Mới đi bán chanh nè, cái dễ gì. Chanh bữa nay nhiều ký hả chị? Chanh bữa nay 40 với em. Dạ, là lên hay xuống chị hay là nó? Không, trung bình không lên không xuống chứ đúng là giờ này chanh cơ khoảng 60. Ồ, vậy hả? Tại vì cái vị vi gút này nè, cho nên là chanh nó đúng giá, nó đúng ra là giờ là phải 60. Trời ơi. Mỗi năm mà chanh lúc này là 60 rẻ nhất cũng 55 ngàn. Dạ, dạ. Thôi chúc chị buôn mày bán đắt. Rồi, cảm ơn em. Cảm ơn chị. Đây nha các bạn. À, nãy mình tiếp theo ý cái nãy là ở cộng đồng người Việt ở Mỹ các bạn vẫn thường xuyên theo dõi tình hình Việt Nam qua nhiều kênh thông tin khác nhau, trong đó có YouTube.
và các sự quan tâm đó thì trong đó có ẩm thực, có đời sống, nó nhiều nhiều vấn đề. Thì chị Tâm là một trong số những người bán thức ăn con ốc, người gọi là bán đường phố, mà được nhiều người Việt ở Mỹ quan tâm theo dõi, cũng được biết đến là tính tình thiệt thà của chị Tâm đó, như vậy. Thông qua clip này thì mình cũng cảm ơn các độc giả đi, những người xem ở bên Mỹ đã ủng hộ kênh của mình, đã theo dõi những sản phẩm của mình tạo ra. Hôm nay thì ốc này vẫn là 100.000 nửa ký nha các bạn. Còn cái này cũng là 100.000 nửa ký. Ốc bu thì nửa ký 70 các bạn. Tâm còn chăn chắc quê lắm các bạn. Cũng giống mình á, lên đây 10 năm rồi mà chân vẫn chưa hết phèn. Mỗi lần tắm là kỳ ra mớ phèn. Nó vui nha các bạn, bởi vì cuộc sống của mọi người mỗi khác á. Công việc của mỗi người mỗi khác. Bước ra đường đời là đối thủ mình nhiều lắm. Mình không biết gì đâu. Không phải, ý câu hỏi của em là khi mình bán ốc như thế này là bình thường là mình đâu được nhiều người biết đến đâu, đúng không? Ví dụ nếu biết thì biết chỉ là những người ta hay ghé ăn ngon, người ta ghé đây rồi. Đây là còn sức lan tỏa của mình được những người không đến ăn nhưng vẫn biết đó, biết qua mạng xã hội, biết qua YouTube, Facebook rồi đó. Thì lâu nay mình đâu có bao giờ được như vậy đâu, đúng không chị ha? Dễ vậy. Hôm nay thì cái hôm trước các bạn, hôm trước chị Tâm bán mà nghỉ bán á, đó là do chị Tâm bị đau răng các bạn, đi làm răng và đã bán trở lại rồi nha các bạn. Các bạn có thể đến chợ Bình Tiên để mua ốc chị Tâm, hoặc là có thể đặt qua ứng dụng Now với từ khóa là chị Tâm ốc luộc chợ Bình Tiên các bạn, rất là dễ. 10 giờ là tại chợ Bình Tiên nha các bạn, quận 6. 11 giờ các bạn, xin lỗi các bạn, 11 giờ chợ Bình Tiên quận 6. Trên đường Phạm Phú Thứ nha các bạn, chứ không phải Phạm Phú Thứ ở quận 6 á. Bởi vì nó có hai đường Phạm Phú Thứ lận. Phạm Phú Thứ ở Tân Bình các bạn, khúc ở Từ Bể Hiền á. Còn đây là quận 6. Cứng đau á, được con ăn thì được. Còn qua tử mà đau mình cứ ăn mấy cái này nó không có tiêu. Ừ, con ăn thì được, mua cho con. Dạ. Rồi mua đi ha. Rồi về ha. Mai ra ha. Rồi mày. Để chụp hình chị. Dạ con quay cái cô Tâm này nè, là cô bán ốc ở đây. Dạ không, cô rất được nhiều người biết đến đó cô. Ốc nó ngon. Mỗi người nghề riêng ăn cắp sao được. Bữa nay không có bán cái ốc chi nhỏ nhỏ hả? Gạo hả? Hả? Gạo hả? Nói là cái gì 40.000 giờ nó đang hot không có. Hết hàng. Đây các bạn. Rất là dễ tìm các bạn. Bây giờ chị Tâm đứng ở chỗ này. Đoạn đường này nè. Bán dạo thôi. Còn lát nữa thì sẽ vô trong góc này để giữ xe kia. Xe ốc đẩy. Hồi xưa chị Tâm biết đến là được là xe ốc đẩy. Ở khu chợ lớn. Xe đẩy ốc đẩy.
sau này thì mới có dán lên cái chữ này nè các bạn. Thì mới dán lên này để nhận diện nè, bởi vì sau khi mà các bạn nào xuống quay review rồi đó để đăng lên đó. Đây, nên là có cái chữ tâm móc. Dán lên cho các bạn nào dễ nhận biết các bạn. Và các bạn bây giờ nếu mà vô trong chợ này thì cũng có thể biết, dễ biết hơn. Như vậy là vẫn nghỉ hay chị? Vẫn nghỉ cái ngày 3 ngày trước không? Gì? Vẫn nghỉ là 13, 14, 15 hả? Có nghỉ không? À. Gặp nghỉ. 14 15. Ý là nghỉ về quê đó. Ừ. 13 14